Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị có thể nhìn thấy trước mắt quý vị đó là xe cây của anh Chí Thường Tín. Anh Chí đã mang những tác phẩm của mình về với triển lãm Ninh Hiệp. Anh Chí, em chào anh Chí. Anh Chí ơi, em chào anh. Chào hai anh em nhá. Tác phẩm của anh Chí, một cây dáng lão quý của anh. Và cái tác phẩm này thì anh cũng mang tham dự rất nhiều cuộc triển lãm. Và bên cạnh đó còn mấy cái phô nhỏ đó quý vị ạ. Thì quý vị sẽ chiêm ngưỡng quá trình hạ những tác phẩm của anh Chí xuống chân triển lãm Ninh Hiệp. Những tác phẩm cỡ đạn của anh Chí đang được cẩu xuống. Thời tiết thì cũng đang tối dần rồi quý vị ạ. Nhưng mà những tác phẩm vẫn đang đến với Ninh Hiệp. Và Bonsai Đức Huy dù trời tối một chút nhưng mà ghi hình cho quý vị. Thì cái ánh sáng này có hơi tối thì mong quý vị thông cảm. Vì rất nhiều những tác phẩm quý đến với Ninh Hiệp. Và những tác phẩm quý thì không thể bỏ qua để đưa tin cho quý vị. Và quý vị yêu cây được biết triển lãm Ninh Hiệp quy tụ những tác phẩm quý nào. Và trước mắt quý vị là tác phẩm của anh Chí Thường Tín quý vị nhé. Một cây xanh dáng lão. Một cây xanh khủng của anh, rất là to. Phẩm dáng lão của anh Chí đã được hạ an toàn quý vị. Có sự trợ giúp của rất đông mọi người. Lắc đầu ra thì sáng lắc lay nó phải chứ. Quý vị chiêm ngưỡng một vòng tác phẩm cây xanh dáng lão quý của anh Chí. Chí Thường Tín. Một tác phẩm cao từ mặt chậu lên khoảng 2 mét. Đường nét có những cái tay bay nhìn phóng khoáng và trông rất là phiêu. Và đường thân thì quý vị cảm nhận là chân bệ móng rồng hết rồi và đường thân thì u sụn. Đây
tác phẩm quý của anh Chí. Và nhìn mặt sau thì quan sát Huy cảm thấy cuốn hút hơn. Mặt sau thì nhìn sâu cây. Cái chốt một này đẹp quá. Chốt một rất quan trọng. Chốt một là xử lý cái bố cục và cái chốt một quan trọng nhất cây, xử lý bố cục và hay còn nhiều những cái nét nghệ thuật nữa. Có bị hình dung không có cái tay một này thì sẽ bị loãng, nhưng mà có cái tay một này thì giải quyết được tất cả. Tay đòn rất là to. Thưa quý vị, là những tác phẩm của em Khôi, em Thế Khôi, và những tác phẩm rất là quý quý vị nhé. Khu này thì thời tiết tối rồi, ánh sáng hơi kém, mong quý vị thông cảm. Đây là tác phẩm rất quý của em. Tôi điều anh. Những tác phẩm quý lắm quý vị ạ. Bây giờ tối nay ra trông. Của em Thế Khôi. Bảo cái này dịch sang bên này một tí mà. Có xe lưng này xong rồi. Đấy, cái là cái cây giữa này dịch sang bên này. Thời tiết tối thì chia sẻ cho quý vị cái không khí. Và Sa Đa Huy ngày mai sẽ quay lại cho quý vị ngắm bộ ba quý này. Thực sự là bộ ba này đẹp lắm quý vị ạ. Đẹp và đẳng cấp. Nếu một cái size tầm trung thế này. Phẩm này thì ngắm mãn nhãn rồi quý vị ạ. Và em Thế Khôi thì cách đây mấy tháng ấy, bà Sa Đu Huy cũng đã đến vườn quay cho quý vị rồi. Một cái dàn cây quý của em, một cái vườn cây quý của em. Một tác phẩm, một cây chủ ở giữa, cây chanh răng trực. Thực sự là nhìn thực tế thì dã man lắm quý vị ạ. Thân bệ thân bệ phải nói là một cái tác phẩm có cái bộ bệ khủng khiếp, phủ kín hết mặt chậu rồi quý vị ạ. Em một tác phẩm dáng trực hoành đẹp xuất sắc. Đẳng cấp quý vị ạ. Em làm bóng mái rất là tự nhiên. À, quý vị chiêm ngưỡng một cái tác phẩm vừa cẩu thú xong. Bóng mái em làm rất tự nhiên quý vị ạ. Bộ ba VIP tại triển lãm Linh Hiệp. Ba của câu lạc bộ cái cảnh Linh Hiệp. Em Thế Khôi quý vị nhé.
cây quý của em Thế Khôn. Thời tiết hơi tối mà quý vị thông cảm. Thời tiết hơi ánh sáng hơi kém một chút. Nhưng cái bộ những cái tác phẩm quý đến với triển lãm Liên Hiệp, Bảo Sa Đô Huy không thể không ghi hình cho quý vị. Tác phẩm thứ ba của em Thế Khôi. Tối quá quý vị ạ, nhưng mà tác phẩm của em mới quý lắm. Anh chào em. Anh nghe nói là em làm bộ tàn ba tác phẩm này hả em? Của em Thế Khôi hả? Ui, anh ấn tượng cái bộ tàn này của ba tác phẩm này quá. Đây này em. Em tên gì nhỉ? Em tên là Tuấn. Tuấn à? Thế sao ai có ai bỏ em tên là Bòm? Biệt danh là Bòm. Biệt danh là Bòm. Đấy. Thế là thiên khai sinh là Tuấn phải không? Dạ vâng. Nghệ danh là Bòm phải không? Dạ vâng. Vì ở đây là tác phẩm của em Thế Khôi nhá, được em Tuấn. Em Tuấn làm bộ tàn này. Em tạo tác bộ ba này được bao năm rồi? 4 năm rồi. Cây này thì em mới tạo tác lại 25. Cái này tạo tác 25. Em sửa lại. Thưa quý vị, là bộ tàn em làm tự nhiên lắm quý vị ạ. Và thời tiết thì hơi tối chứ mà nhìn nếu ban ngày quay thì ngắm thì mãn nhãn rồi quý vị ạ. Cực kỳ là đẹp. Thưa quý vị, Bảo Sa Đô Huy do thời tiết hơi tối và chia sẻ cho quý vị lướt một chút. Và ngày mai thì sẽ chia sẻ cho quý vị kỹ hơn. Ánh sáng tốt hơn thì sẽ chia sẻ cho quý vị kỹ hơn. Bảo Sa Đô Huy xin phép và tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị ở video tiếp theo.